Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Tạm biệt em, anh lên đường ra biên giới. Đã mấy mùa vải ngọt nhãn thơm, anh ra đi với tấm lòng son, tay chắc súng giữ gìn đất nước. Ở nơi xa anh có biết thiết thư em gửi đôi dòng, gửi người chiến sĩ biên phòng mến thương. Anh đi mỗi bước dặm trường anh. Em ơi, khó khăn anh vẫn coi thường, gian nan dù gió núi nghi mưa nghi ngàn vẫn và tuổi xuân mới một mì lòng theo quý đàn tháng ngày đâu quan. Xuân biên giới súng chắc trong tay, anh canh giữ đất trời màn hoa lá lộc trôi lên xanh biếc. Mùa xuân tươi đẹp cho em hát, em hát câu ơn đảng Bác Hồ, ơn nghi đảng Bác Hồ an năm. Xuân đẹp mỹ thời, sắc mỹ vợ tươi thắm mỹ đồng lúa biên màu xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là bài Gửi người chiến sĩ biên phòng, soạn giả Minh Tuệ soạn lời do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sĩ ưu tú Duy Thường trình bày theo điệu Quân tử Vu Dịch. Tiếp theo là bài Gửi người lính đảo do soạn giả Thế Quang soạn lời theo điệu Luyện Nam Cung, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát trình bày. Thank you.
nghệ sĩ Tú Minh Thu sẽ gửi tới chúng ta bài Gửi Anh Chiến Sĩ Biển Khơi do soạn giả Nguyễn Duyển soạn lời theo điệu Đào Liễu. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Khúc Tâm Tình Người Lính Biển, soạn giả Đinh Xuân Hội soạn lời do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày theo điệu Đường Trường Vị Thủy. Không nguôi thương nhớ về con trẻ, gửi câu hát vỗ về, ôm ấp nâng niu. Đêm nay đứng gác nhớ các con nhiều, tay bồng cây súng ngỡ bế con yêu.
phải xa con vì nghĩa cả. Cho tổ quốc bình yên, mỗi sớm chiều, nơi phương xa cha nhớ về con nhỏ, đứa con còn còn thơ dại. Giờ nay cha canh giữ miền biên cương, cha vẫn dành tình thương chữ yêu ất ủ. Nay đứng canh chữ đề đàn em thơ yên giấc ngủ. Đây có những đồng đội cùng cha trong nụ cười nhìn trời sao nghe vang vang tiếng cười còn hơn hời đào xa thời chữ cha đâu đi quang quang khó nhọc sóng tựa như ngàn khúc hát tiếng tri âm nỗi lòng của cha nhớ con chứ mong con sẽ thấm được từng giây khắc lúc tương phùng đầy tiếng hát du con cùng sóng xô điệp chung Sau đây là bài Hát về anh người chiến sĩ thương binh, soạn giả Xuân Cung soạn lời, nghệ sĩ Tú Như Hoa hát theo điệu Trước Cầm Hồi Văn. Thank you.
Kết thúc chương trình là bài Gửi người nơi biên giới, soạn giả Cao Bá Khoát soạn lời, do hai nghệ sĩ Thu Khắc Tư và Minh Tâm song ca theo điệu Tình thư Hạ Vị. Thank you.
Trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt. Ái chào tạm biệt. Ái chào tạm biệt. Ái chào tạm biệt.